Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Cảnh báo cứng rắn sau khi lãnh tụ Iran nói Israel đang hướng tới diệt vong. Tờ The Tam of Israel hôm 5 tháng 6 cho biết trong bình luận được đưa ra một ngày sau khi cố vấn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Say Abiyah được chôn cất ở Tehran, tướng Salami cảnh báo rằng Israel sẽ phải trả giá cho sự đổ máu và nước này cứ chờ xem phản ứng của Iran. Theo tờ The New York Times, Ông Abia thuộc lực lượng quốc tinh nhuệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và đã đóng quân ở Syria từ năm 2012. Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết 16 thành viên khác của các nhóm thân Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là do Israel tiến hành vào sáng ngày 3 tháng 6. Cảnh báo của tướng Salami được đưa ra sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cho rằng vụ tấn công của Hamas đã đặt Israel vào con đường chắc chắn dẫn tới sự diệt vong. Phát biểu này được ông Khamenei đưa ra tại buổi lễ tưởng niệm 35 năm ngày mất của lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cảnh báo của tướng Salami càng được chú ý hơn khi vào tháng 4 vừa qua, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel, nhưng hầu hết đều bị lực lượng phòng không của Israel và đồng minh bắn hạ. Đây được nhìn nhận là đòn trả đũa của Iran sau khi một cuộc tấn công cũng được cho là của Israel đã giết chết một tướng cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và một số sĩ quan cấp cao khác trong khuôn viên đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Về phía Israel, tới nay nước này không có bình luận nào về các cuộc tấn công nêu trên, nhưng theo The Times of Israel, quân đội Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào bên trong lãnh thổ Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này bùng nổ. Mục tiêu chủ yếu được nhắm đến những nỗ lực chuyển vũ khí cho phong trào Hezbollah hoặc để giữ chân và không để các tay súng Iran giành được chỗ đứng gần biên giới Israel. Các cuộc tấn công bị cáo buộc là của Israel đã gia tăng sau khi chiến tranh ở Gaza nổ ra sau vụ đột kích qua biên giới của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ 251 con tin. Quan hệ giữa Iran và Israel đang ngày càng xấu đi, nhất là sau khi Israel quyết định đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở giải Gaza để tiêu diệt Hamas. Iran cáo buộc Israel đã áp đặt một cuộc bao vây hoàn toàn trên vùng lãnh thổ đông dân cư, các nhiên liệu. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.